trẻ dưới 12 tuổi mắc COVID-19 sau 3 tháng có thể tiêm vaccine. Nhiều hoạt động tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế ở Tuyên Quang. Hàng chục cảnh sát tháo dỡ tổ ong vỏ vẽ khủng ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông, tai nạn do nổ lốp trên hai cao tốc ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,94%. Phút đời thường, người đàn ông mót dây mổ cứng đan giỏ sách bán mua gạo cho người nghèo. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Liên quan đến việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi từng là F0, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mắc COVID-19 chính là đưa virus tự nhiên vào cơ thể và cơ thể sẽ phản ứng để tạo ra các kháng thể để chống lại virus trong khoảng thời gian nhất định. Và trẻ dưới 12 tuổi mắc COVID-19 sau 3 tháng có thể tiêm vaccine. Ông Điển chia sẻ, theo các nghiên cứu, cũng tương tự sau tiêm 3 mũi vaccine COVID-19, khoảng thời gian lưu trữ được kháng thể chống lại virus dài nhất là 6-9 tháng. Do vậy, sau khi trẻ là F0 đã khỏi từ 3 tháng trở đi, phụ huynh có thể đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 để bổ sung nồng độ kháng thể trong cơ thể của các cháu. Để giúp trẻ thoải mái hơn khi đi tiêm chủng và sau tiêm chủng, chuyên gia tiêm chủng khuyến cáo các gia đình hãy trao đổi với trẻ trước khi đi tiêm chủng, cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, thực hiện quy định 5K tại điểm tiêm. Sau khi tiêm chủng, cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có. Đồng thời, các gia đình cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Ngày 30 tháng 3, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang đã khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Lễ hội này được tổ chức với sự đồng hành của hãng hàng không Vietjet. Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu đến từ các nước Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Khinh khí cầu của Vietjet tham dự lễ hội mang hai sắc màu đỏ và vàng đặc trưng là đại diện Việt Nam tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế bay lên đầu tiên. Trong buổi sáng và chiều ngày 30 tháng 3, nhiều du khách, người dân đã trải nghiệm bay khinh khí cầu theo hình thức bay treo. Khinh khí cầu được neo tại chỗ và bay lên, bay xuống ở độ cao từ 30 đến 50 mét. Hoặc hình thức bay tự do, khinh khí cầu di chuyển khỏi bãi bay, bay cao từ 200m đến 1000m, xa từ 3 đến 5km. Tối ngày 30 tháng 3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, diễn ra đêm hội trình diễn ánh sáng từ khinh khí cầu. Ánh sáng rực rỡ từ hơn 20 khinh khí cầu nhiều kích cỡ màu sắc phát sáng theo tiếng nhạc đã tạo hiệu ứng đặc biệt với đông đảo du khách và người dân Tuyên Quang. Lễ hội khinh khí cầu này được tổ chức từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Lâm Bình với nhiều hoạt động. Tối 30 tháng 3, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 đã tiến hành tháo dỡ một tổ ong vò vẽ khủng có đường kính hơn 1 mét, treo lơ lửng trên cây me cao hơn 10 mét tại số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thạnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy đây là tổ ong có nhiều cá thể ong vỏ vẽ lớn và rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến người dân và trường học gần đó. Do đó, lực lượng đã tiến hành tháo dỡ tổ ong vào ban đêm. Khoảng 17 giờ 30 phút, một xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng PC07 đã có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn, các chiến sĩ tham gia tháo dỡ được trang bị đồ bảo hộ và khu vực xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt. Khoảng 18 giờ cùng ngày, hai chiến sĩ mặc đồ bảo hộ chắc chắn được xe thang đưa lên tiếp cận tổ ong. Sau đó dùng vật lớn và quấn băng keo miệng lưới lại để khống chế, ngăn không cho ong bay ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, tổ ong được tháo dỡ an toàn. Hiện tổ ong vỏ vẽ này đã được bàn giao cho lực lượng chức năng để tìm cách xử lý. Thêm một thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, thông tin từ VFF cho hay, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, đã gặp mặt và động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập 31 tuyển thủ để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Theo kế hoạch, ngày 6 tháng 4, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 6 trận, trong đó có 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9 và 11 tháng 4. 4 trận còn lại, đội nữ Việt Nam sẽ đá với các câu lạc bộ nữ Hàn Quốc. Ngày 21 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam, xuống thẳng Cẩm Phả Quảng Ninh tập luyện để chuẩn bị tham dự SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Trao đổi với báo chí, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, cô và các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết sức, không ngừng vươn lên để khẳng định vị thế bóng đá nữ Việt Nam. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông, thống kê riêng hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tai nạn do nổ lốp chiếm 0,94%. Mới đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 36 người. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là không chú ý quan sát, chiếm 26,39%, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 22,33%, chuyển hướng không đúng quy định 11,03%, v.v. Riêng xăm lốp bị thủng chiếm 0,94%. Trong đó, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra 76 vụ, làm chết 7 người, bị thương 22 người. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xảy ra 30 vụ, làm chết 3 người, bị thương 14 người. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 360kg thịt gà đông lạnh, nấm mốc, đổi màu, bốc mùi hôi thối. Trước đó, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn La đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở Bản Sẵn, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La do ông Nguyễn Văn Hùng, 47 tuổi, làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 360kg thịt gà bị nấm mốc, đổi màu, bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tường và trần nền nhà khu vực sản xuất kinh doanh, kho bảo quản bị thấm ướt, rạn nứt, ẩm mốc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ, buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt gà trên và phạt hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng. Thưa quý vị, ở ấp Mương Chùa, xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đường làng giờ đã được bê tông hóa thẳng tắp, nên việc đạp xe đi móc dây mũ cứng của ông Nguyễn Văn Lẹ, 77 tuổi, hay còn được gọi với cái tên là ông Bảy Lẹ, cũng đỡ vất vả hơn. Dây mũ cứng này ông dùng để đan giỏ sách, thúng, nia, bán kiếm tiền đông gạo cho người nghèo địa phương. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này ngay sau đây nha. Công việc này được ông Bảy Lẹ làm 3 năm nay. Có lúc kéo, bẻ, đập, dây mũ cứng khiến đôi tay rộp phồng những bóng nước. Nhưng ông nghĩ đỡ được ít nào cho người nghèo khó là không thấy mệt nhọc gì nữa. Hồi trước á, tôi cũng biết đương mà đương loại che chút. Học theo nghề của ông già, ông truyền lại đó. Vì sao thời gian này che chút nó hết. Có nhỏ em nó đi bằng công nhân xây dựng ở Mừng Hồ bên Phú Quốc á. Nó mới lượm về cho tôi một số, nói anh chắc biết đương. Đương về tôi đưa lập về tôi đưa tự nhiên tôi đưa anh đưa không được rồi nó nhờ nhỏ em chắc cái vỏ nhỏ cái gì nè em lại rồi tôi coi theo đó rồi tôi đưa. Giờ đang giỏ sách bằng dây mũ, ông Bể Lẹ không bị đứt tay tứa máu như hồi còn đan bằng chất liệu là tre, nhưng dây mũ cứng cũng có độ khó riêng vì rất trơn nên muốn đan được phải dùng kìm búa. Hiện ông Bể Lẹ đang ra rất nhiều sản phẩm với nhiều mẫu mã bắt mắt như giỏ sách, nia, thúng đựng vịt, cần xé đựng tôm, khóm, trái cây. Những sản phẩm này ban đầu ông làm ra chỉ bán cho hàng xóm khi họ có nhu cầu sử dụng. Lâu ngày, sản phẩm đẹp, bền và giá rẻ 30 đến 240 ngàn đồng một sản phẩm tùy loại, nên nhiều người biết đến và hỏi mua nhiều. Mỗi giỏ sách được bán đi, ông đều dành ra ít tiền mua gạo cho người nghèo. Mình thì giàu thì chưa giàu nhưng cũng đủ ăn đủ xài, thì giờ cái phần trang sẻ cho mấy cảm thông cho mấy người nghèo, mấy người cơ nhỡ, mình cho được mấy người đó thì mình thấy hãnh diện, người ta mình cũng như người ta như mình,
mà mình có ăn mà người ta đói thì thấy cũng khổ thôi, cho người ta mới biết rằng cho không có đầy đủ, nhưng mà cho người ta giúp được bữa nào đến bữa đấy, người ta cũng mừng. Cho tuy rằng số không có được nhiều, người chỉ 10 ký gạo nhưng mà người ta cũng mừng, thấy mình cũng vui bản thân. Gia đình chú Bảy thì phải nói là Lê Tiên Ngọc dù lớn tuổi nhưng mà là với tinh thần lao động thì gia đình thấy là cái bằng là rất là siêng, rồi là làm thu nhập những cái sợi dây mà người ta đã bỏ để về làm thành chế thành cái vỏ sách để mà vừa là sử dụng trong gia đình cũng như là bán để mà thu nhập trong cái tuổi già mà. Thì làm được gì thì chú Bảy cũng làm, nhưng mà đối với địa phương thì sau khi mà tất cả anh em cũng đi vận động thì đối với gia đình này đóng góp rất là tốt. Hàng năm thì cũng có vận động từ con cái, thì vào cái gầm tháng 7 đó thì đối với gia đình này thì cũng cho 500kg gạo để cho người dân nghèo hộ khó khăn ở trên địa bàn ấp mình được hưởng thụ. Còn về cái vấn đề mà làm cái vỏ này thì cũng là cũng như là nói là lượm lặt lại để làm cái vệ sinh môi trường mình đó. Nếu mà bỏ thảy quăng bừa bãi thì đã làm ảnh hưởng cái vệ sinh môi trường. Còn đây mà nhặt được như vậy đem về làm thành cái sản phẩm để mình vừa bán rồi vừa cho gia đình sử dụng thì thấy được là hết sức là tốt. Của một đồng công một nén, dù vỏ sách bán ra không thu lại được bao nhiêu tiền, nhưng cái công đạp xe đi lượm dây mũ cứng về, rồi ngày đêm tỉ mẫn đan đã làm cho người dân cảm phục cái tình, cái nghĩa ông Bảy Lẹ dành cho người nghèo địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thờisự@tuổitrẻ.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!